chào tất cả các bác. Em là Dũng Lực, quản lý của website dungtin.com. Hôm nay em sẽ quay cảnh trưởng Hồ Tĩnh đang trực tiếp trung tâm cái sản phẩm núi mà Dũng Tĩnh vẫn bán ra thị trường. Mình quay trực tiếp như vậy để cho các bác hiểu được quy trình sản xuất cái bộ núi nó như thế nào. Vâng. Các bác, đây là hình ảnh, đây là người thợ đang trực tiếp banh gỗ. Trước khi người thợ cả sẽ lựa những tờ gỗ như này và để banh mực, sau đó sẽ được đưa lên những cái máy cưa CD để vanh ra những cái sản phẩm, những cái chi tiết của bộ ghế. Đấy. Những cái chi tiết này sau khi được vanh ra sẽ được mang đi vào gọt nhãn đủ cả hai mặt. Đây là người thợ đang bào gọt những cái chi tiết để nhãn nhụi cả hai mặt. Đây là phần bào gọt những cái chi tiết và những cái đường sau khi được đục xong, các chi tiết sẽ được bào gọt cả hai mặt sao cho thật nhãn nhụi. Mời các bác đến xem đoạn tiếp theo. Đây là cái công đoạn đục của phá máy của phá thô của các chi tiết, sau đó sẽ được đem đi đục tay. Cái thô dùng máy này sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian công sức, chính vì thế mà sản phẩm núi của Dũng Tĩnh được giảm giá. Cái giá thành của những bộ núi của Dũng Tĩnh được giảm rất là nhiều tiền. Còn đây là cái công đoạn lắp ghép chi tiết sản phẩm thành một sản phẩm sơ khai nguyên hình như thế này. Đấy. Mọi chi tiết sau khi được nạo vét đục chạm sẽ được mang đi gia công mộng và lắp ghép. Đây là phần một cái ghế này. Và đây là một cái di băng, đây là một cái di băng và đây là bàn sau khi được lắp ghép xong sẽ được mang cái máy như thế này để tầm lại cái mặt để cho nó phẳng và nó mịn hơn. Còn đây là cái cửa cả của xưởng. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi đoạn clip của Dũng Tĩnh. Cảm ơn.